Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, La Liga giữa Valencia với Alep vào lúc 3 giờ 15 rạng sáng ngày 28 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Chuyến hành quân đến sân vận động Mestalla ở vòng đây sẽ hứa hẹn là một trận đấu đi dễ khó về với Alep. Theo bảng xếp hạng bóng đá La Liga ở thời điểm hiện tại, đội chủ nhà xếp ở vị trí thứ 5 với 4 điểm. Sau chiến thắng trước Getafe, thầy trò huấn luyện viên Pepe Bordalus đã chia điểm với Granada. Rõ ràng, để tìm lại hình ảnh là một ông lớn như năm xưa, Valencia vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong trận cầu tới đây, bầy rơi sẽ có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Thống kê chỉ ra, trong 5 trận gần nhất, khi được thi đấu tại Mestalla, Valencia bất bại với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Về phía đội khách Alep, họ hiện vẫn chưa kiếm được bất kỳ điểm số nào tại mùa giải năm nay, dù ở cả 2 vòng thi đấu vừa qua, họ đều được thi đấu trên sân nhà. Vị trí áp chót trên bảng xếp hạng hoàn toàn là một điều dễ hiểu đối với các vị khách. Trong 5 trận đã qua, đội khách chỉ có duy nhất 1 trận thi đấu trên sân khách. Dù đã thắng trận đó nhưng nó vẫn chưa khẳng định được nhiều điều trước thềm trận đấu sắp tới. Soi tỷ lệ kèo bóng đá châu Á, tròn cửa trên Valencia. Trận mở kèo gần nhất Valencia đồng banh với Granada hòa kèo. Trận mở kèo gần nhất Alep chấp Mallorca 1/4 bàn thua kèo. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn xỉu. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Valencia thắng. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Valencia thắng 1-0 trong 90 phút thi đấu. Để ủng hộ kênh các bạn bấm like, nhấn vào chuông để nhận thông tin mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.